Hello, xin chào các bác nhá. Thì hiện tại em đang ở trên điểm phân ở trên phố Kim Lục Ngạn đấy. Này thì cập nhật giá vải cho các bác đây. Đây là cái vải thiều chính vụ đấy các bác. Đấy. Chị, vải hôm nay cân được giá cao không chị? Tầm bao nhiêu hả chị? Đẹp thì phải 20, ngoài 20. 20. Vừa 16, 17 là hàng xấu. À, hàng xấu là 16, 17. Cao nhất là được bao nhiêu hả chị? À, cao nhất là 25, hàng đẹp cao nhất là 25. Đấy các bác, vải thiều hôm nay nhá các bác nhá. Đấy, những điểm cân này, những xe cóc với cân cho bà con đây. Giá thì chú đang ở dưới đây vải đây. Thằng này cân được bao nhiêu rồi cô? Hai đồng á, hai mấy ạ? 20 ạ. À. Đấy các bác, giá là 20, tùy từng loại. Chủ đấy chị bảo là cao nhất cũng được 25, nhưng mà tầm 20 thôi các bác ạ. 20, 15, 16 có các bác nhá. Đấy, em lượn một vòng thôi. Hôm nay không đi sâu, lượn một vòng hỏi giá tí cho các bác thôi. Đấy, 20, 25. 26, mười mấy cũng có, vài xấu mười mấy cũng có. Chú, vẫn chưa về chú? Chú đang xem mà nó chuyển sang, rồi nó ra đi. À đấy à, vâng. Cháu ở đây quay quay một vòng tí, không cháu về. Nay đây nó được 20 à. Vâng, 20 mấy đây. Cháu vòng ra đây tí chú ạ. Đấy các bác nhá, vải thì cứ tầm 20 đến 25. Đấy là loại đẹp. Còn hàng xấu thì cũng có mười mấy có. Những xe cóc đang chở vải đi đây các bác. Anh cân chưa? Nó giả bao nhiêu rồi? 14 rồi á. À đấy à, hàng lại ấy có xuống giá đấy à? Đẹp hơn cân hai mấy phải không? Hàng này hay quá. Nhà còn nhiều không anh? Hết rồi. Bây giờ vải đang vãn rồi anh nhỉ? Vâng. Rồi em cảm ơn nhé. Đấy các bác, vải mã xấu là cũng có mười mấy ấy. Anh lô của anh vừa lấy có 14 rồi, giảm 14 rồi chưa bán này. Đang lượn lờ đấy các bác. Đấy, thì em thôi, em vòng một vòng thôi là em về thôi. Đấy các bác, thì đây là cái điểm cân ở trên phố Kim Lục Ngạn đấy các bác nhá. À đấy cứ 15, 16 cũng có. Mà 20, 25 cũng có các bác nhá, cao nhất là 25. Nếu hàng đẹp nhất là 25 các bác. Cao thủ nhất là 25. Đấy, điểm cân đầu kia. Được, vài vòng các bác xem. Rất nhiều xe phải đóng lắm ạ. Nhiều cực kỳ luôn. Đó, em đi sang đường thôi. Bác có thể thấy tầm hai mấy cũng có đấy các bác. 25, 26 nhá. Giá thì em tổng hợp cho bác nhá. Dao động từ 15 đến 25. Đấy, tùy loại vải. Vải đẹp thì 25. 20 đến 25. Đấy, vải xấu quá thì tầm 13, 14 cũng có. Đây rất nhiều loại xe cóc về đóng nha bà con đây. Ok. Đấy thôi, bye bye các bác nhá. Đấy tiện đường em đi quay thì em tiện em báo giá cho các bác luôn. Đấy thì các bác mà yêu thích những video chủ đề về nông nghiệp thì ấn đăng ký kênh cho em nhé. Ok các bác. Đấy, những cái điểm cân của bà con đây này. Đấy, rất nhiều xe cóc về đóng cho bà con nhé. Các bác yên tâm, vải sắp hết vụ rồi. Vải thiều là sắp hết rồi các bác ạ. Đấy, còn các bác nào muốn liên hệ mua vải sấy thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để dưới phần mô tả các bác nhé. Liên hệ mua vải sấy và có thể đợt sau này vào vụ cam với vụ bưởi thì có thể là em sẽ chuyển cam với chuyển bưởi cho các bác ở quanh khu vực miền Bắc này thôi. Còn nếu mà các thương lái ở xa mà có muốn
về đây thì có về vùng đất Lục Ngạn mà muốn liên hệ mua những cái vườn vải, à, vườn bưởi với vườn cam nào đẹp thì có thể là gọi điện cho em, thì em sẽ chỉ đường cho các bác để đến những cái vườn cam, vườn bưởi nào đẹp nhất để các bác có thể mua được những cái giá gọi là hợp lý nhất các bác nhé. Thì em sẽ đợt này em sẽ cung cấp cái vải sấy cho các bác, chuẩn vải sấy Lục Ngạn luôn, giá cả hợp lý. Đấy, thì hiện tại thì bà con vẫn chưa cập nhật được cái giá vải sấy đâu các bác, nên là có khả năng là em sẽ đăng bài ở trên phần Facebook các bác nhé. Thì các bác theo dõi cái Facebook của em ở phần mô tả đấy, thì em sẽ đăng bài ở bên đấy. Nếu mà giá cả như nào thì em sẽ công khai luôn, giá cả bao nhiêu tiền một cân thì các bác có thể liên hệ và lấy trực tiếp đặt đơn cho em, thì em gom đơn thì em sẽ chuyển cho các bác. Đấy, số lượng vải sấy là không giới hạn các bác nhé. Ok, các bác chúc các bác xem video vui vẻ đấy. Bye bye, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye bye.